Họ báo trước trận giao hữu U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc, thầy Park nói cực hay, người hâm mộ vỡ òa. Ngày 18 tháng 4 tại sân vận động Việt Trì, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức buổi họp báo trước trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Trong phát biểu của mình tại buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội U23 Việt Nam khẳng định, mặc dù chỉ là trận giao hữu, nhưng các cầu thủ của cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm bởi đây là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 31 sắp diễn ra. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, trận đấu ngày mai sẽ hấp dẫn kịch tính bởi các cầu thủ đang rất khát khao chiến thắng cũng như khẳng định mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Mục tiêu chính của chúng tôi là thử nghiệm đội hình sau thời gian dài tập trung, điều chúng tôi mong muốn là các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình trong cuộc so kè này, vì ngoài việc cống hiến một trận đấu hay cho khán giả, đây còn là cách các cầu thủ thể hiện năng lực nhằm có tên trong danh sách tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây. Trước khi nghĩ đến vòng chung kết U23 châu Á" Trong đợt tập trung này, Hùng Dũng được tín nhiệm bầu làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cho biết, được bầu làm đội trưởng của U23 Việt Nam là niềm vui và vinh dự dành cho cá nhân tôi. Chúng tôi sẽ đoàn kết cùng nhau tạo nên một tập thể mạnh để có thể thi đấu đạt được thành tích tốt nhất trong trận đấu với U20 Hàn Quốc ở những giải đấu mà đội tuyển tham dự. Chiều ngày hôm qua 17 tháng 4, đội U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Việt Trì chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 4. Đây mới là buổi tập thứ hai của đội U23 Việt Nam mà có đầy đủ nhân sự, bao gồm cả ba cầu thủ quá tuổi. Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh đúng là các anh lớn của đội khi luôn thể hiện trách nhiệm cao trong buổi tập với sự chăm chỉ và tập trung cao độ. Ông Park đã từng khẳng định việc bổ sung những cầu thủ trên 23 tuổi không chỉ giúp đội U23 Việt Nam tăng cường sức mạnh mà còn là tấm gương cho các đàn anh nói theo. Tiền đạo Hồ Thanh Minh đã trở lại tập luyện sau vài ngày điều trị chấn thương cổ chân. Nhưng trung vệ Liễu Quang Vinh vẫn chưa thể tập với đội vì đang hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối. Trong buổi tập chiều ngày 17 tháng 4, thầy Park tiếp tục có cuộc trao đổi dặn dò với học trò. Ông có vẻ thoải mái hơn so với những ngày đầu tập trung của U23 Việt Nam. Sân Việt Trì mới được nâng cấp rất đẹp, rất phù hợp cho những trận đấu đỉnh cao mà U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc được xem như hai khách quý sông đất. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, khán đài sân Việt Trì đã lắp xong toàn bộ ghế ngồi và tất cả các hạng mục đã hoàn chỉnh, sẵn sàng cho SEA Games 31. Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đã chủ động chọn sân Việt Trì làm sân nhà tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Nếu đội được vào bán kết thì trận bán kết có U23 Việt Nam cũng sẽ được tổ chức ở đây. Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng công trình mà sân Việt Trì còn mang lại may mắn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cách đây 2 năm, đội U23 Việt Nam đã từng thắng giao hữu U23 Myanmar cũng tại sân Việt Trì. Đội U20 Hàn Quốc sẽ tập tại sân Việt Trì vào chiều ngày 18 tháng 4. Đội khách mang sang Việt Nam lần này với 24 cầu thủ, trong đó có 8 cầu thủ đang là sinh viên đại học, 2 cầu thủ là học sinh trung học, số còn lại đang khoác áo các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại K-League 1, K-League 2. Trận giao hữu lượt đi giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 4. Ông Park thử lửa Hàn Quốc tìm chân xuất giỏi cho SEA Games 31. Điều băn khoăn nhất của ông Park chắc hẳn là ở hàng tiền đạo khi có mỗi đàn anh tiến linh dày dặn kinh nghiệm và hiệu quả nhất trên tuyển quốc gia tăng cường. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có 3 ngày cho quân đá tập để chọn đội hình thi đấu giao hữu lượt đi với đội tuyển U20 Hàn Quốc với mục đích cao nhất là tìm ra chân sút chơi cặp ăn ý với tiến linh ở đấu trường SEA Games 31. Việc thầy Park chọn cầu thủ trên 23 tuổi gồm có hai tiền vệ là Hùng Dũng, Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh cho thấy ông ưu tiên mặt trận tấn công hơn cùng với trạng thái an tâm ở hàng thủ. Ít nhất là ông Park không chút đắn đo khi chọn thủ môn Văn Toản, cặp trung vệ Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh sau nhiều lần gắn bó với tuyển quốc gia là những lá chắn vững chắc trước cầu môn. Thói quen cho học trò đá với ba trung vệ khiến thầy Park sẽ cân nhắc Nhâm Mạnh Dũng hay Anh Việt ra sân chơi chính sau hai trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc. Ở hai biên, Lê Văn Xuân và Văn Đô là chọn lựa tốt nhất cho tuyển U23 Việt Nam thời điểm này. Hàng tiền vệ cũng tạo sự yên tâm cho huấn luyện viên Park Hang-seo với đội trưởng Lý Công Hoàng Anh và hai đội phó Hùng Dũng, Hoàng Đức. Đây cũng là nguyên do thầy Park chỉ chọn 4 tiền vệ dưới 23 tuổi cho đội, ít nhất là do với tuyến trên và hàng thủ. Điều băn khoăn nhất của ông Park chắc hẳn ở hàng tiền đạo, khi có mỗi đàn anh Tiến Linh dày dặn kinh nghiệm và hiệu quả nhất trên tuyển quốc gia tăng cường. Cái khó là chọn người đá cặp hợp lý nhất với chân sút của BKMX Bình Dương, dù thầy Park có trong tay đến 6 cầu thủ trẻ. Đáng tiếc hai trận ở giải vòng loại U23 châu Á cuối năm ngoái hay là mới nhất tại giải Dubai Cup hồi tháng 3, họ thường tịt ngòi và chơi không sáng nước. Có thể lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội tuyển U23 Việt Nam khi gặp đối thủ lớn, phần nào làm hạn chế cơ hội có bóng của các tiền đạo, hoặc chính họ cũng chưa đủ sức trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội. Đây là một bài toán khó buộc ông Park phải tìm ra lời giải bàn thắng ở SEA Games 31 khi đá với thế chủ nhà và đương kim vô địch. Tiền đạo trẻ thanh minh dẫu có bàn vào lưới U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á, vẫn phải dốc sức nhiều sau thời gian dài ngồi quen với ghế dự bị. Cơ hội đá cặp với Tiến Linh cũng chia đều cho những chân sút còn lại từ sáng giá như Mai Xuân Quyết, Văn Đạt, Văn Tùng hay Xuân Tú, Vĩ Hào. Ông Park chỉ có 2 trận lượt đi với U20 Hàn Quốc ngày 19 tháng 4 trên sân Phú Thọ và lượt về ngày 22 tháng 4 trên sân Hàng Đẫy để tìm ra chân sút dưới 23 tuổi hay nhất đá chính ở SEA Games 31. Quang Hải vắng mặt, báo Indonesia e sợ ba ngôi sao U23 Việt Nam. Dù tiền vệ Nguyễn Quang Hải không tham dự SEA Games 31, báo Indonesia vẫn vô cùng e ngại sức mạnh của U23 Việt Nam, đặc biệt là ba ngôi sao. U23 Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 cũng là nhà đương kim vô địch của giải đấu, do đó U23 Việt Nam là hạt giống số 1 và được đánh giá là ứng cử viên sáng nhất cho tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội lần này. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U23 Indonesia, U23 Philippines, U23 Myanmar và U23 Timor Leste. Trong số này, U23 Indonesia chính là đối thủ được xem là khó nhằn nhất với U23 Việt Nam. Cách đây 3 năm, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 để giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Do đó, U23 Indonesia rất muốn trả lại món nợ này. Trong khi huấn luyện viên Sinteyong cùng các học trò đặt quyết tâm cao và vô cùng tự tin cho chức vô địch, thì báo giới xứ vạn đảo lại tỏ ra lo lắng. Tờ Sportstar đánh giá cao U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Theo tờ báo này, U23 Việt Nam rất mạnh dù không có Quang Hải. Quang Hải là cầu thủ nguy hiểm nhất của bóng đá Việt Nam, ở Đông Nam Á Quang Hải thường được so sánh với Chanathip Songkrasin của Thái Lan, nhưng thật không may cho họ là huấn luyện viên Park không thể triệu tập Quang Hải đá SEA Games 31, song điều đó không có nghĩa là U23 Việt Nam sẽ trở nên yếu đi. Thay vào đó, huấn luyện viên Park triệu tập các trụ cột ở tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cho ba suất quá tuổi ở SEA Games 31. Ba cầu thủ đó là Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng vừa được chọn làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Đây là cầu thủ thông minh trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Hoàng Đức thì rất giỏi trong việc tổ chức các đợt tấn công, còn Tiến Linh là gương mặt đáng chú ý. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, Tiến Linh chính là cỗ máy ghi bàn của tuyển Việt Nam với 12 bàn sau 30 trận. Vì vậy thiếu vắng Quang Hải, U23 Việt Nam vẫn rất nguy hiểm. Ở trận gia quân ngày 6 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Indonesia vào lúc 19 giờ. Nội bộ bóng đá Thái Lan dậy sóng trước thềm SEA Games 31. Quyền tổng giám đốc điều hành giải Thai League viết tâm thư để thể hiện thái độ phản đối với việc FAT dồn sức đá SEA Games. Sau lời kêu gọi của trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nguan Phan Lam Sam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã quyết định dời lịch thi đấu Thai League để tiện cho việc hội quân đá SEA Games 31. Phía ban tổ chức giải Thai League chấp thuận yêu cầu của FAT, nhưng thực chất đã có những cuộc đấu tranh ngầm nổ ra. Hôm 16 tháng 4, quyền tổng giám đốc điều hành giải Thái League, ông Korawi Pristhanathakul đã có bài viết trên trang Facebook cá nhân để thể hiện thái độ phản đối của mình với vấn đề này. Vị tổng giám đốc điều hành giải Thái League cho biết, Nếu mọi thứ diễn ra cách đây 20 năm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được bởi tấm huy chương vàng SEA Games là sự kỳ vọng và niềm tự hào của người Thái Lan. Nhưng lúc này mọi thứ đã khác. Tấm huy chương vàng không còn quan trọng như thế nữa. Đây là thời đại mà các trận đấu quốc tế, các trận đấu hạng A thuộc hệ thống FIFA đang lên ngôi bóng đá Thái Lan đang hướng đi theo mục tiêu này, đang nâng tầm và hướng tới một môn thể thao chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Tổng giám đốc điều hành giải Thái Lích cho rằng căn bệnh thành tích trong bóng đá khiến Thái Lan không thể vươn ra được tầm châu Á hay thế giới. Cũng theo ông Korawi Pristanathakul, hiện một số người có chức trách của bóng đá Thái Lan ám chỉ bà Nuan Phan Lam Sam đang đặt quá nặng mục tiêu phải đoạt huy chương vàng SEA Games và xem đó như kỳ tích tham dự World Cup. Điều này vô tình tạo ra sức ép không cần thiết lên huấn luyện viên Paul FAT và cả các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải Thái Lích. Vị quyền tổng giám đốc điều hành giải Thái Lích cũng đề xuất hãy xem SEA Games như một nơi để các cầu thủ trẻ hay những người không có nhiều cơ hội ra sân ở cấp câu lạc bộ được thể hiện bản thân và trau dồi kinh nghiệm. Đồng thời SEA Games cũng là nơi phát hiện các tài năng và đưa họ lên đội tuyển để hướng đến những tầm cao hơn ở các giải châu lục hay sân chơi cấp độ thế giới. Ông Korawi Pristanathakul nói thêm, đó mới là thành quả thật sự từ SEA Games Do đó, nếu vẫn cứ giữ tư duy cũ, vẫn hài lòng với những danh hiệu nhỏ, thì bóng đá Thái Lan đừng mơ phát triển đến tầm châu Á hay thế giới. Thông tin liên quan, dù đã rời lịch thi đấu các giải trong nước, nhưng U23 Thái Lan vẫn đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự do các câu lạc bộ không chịu nhả người. Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Ngày 7 tháng 5, voi chiến sẽ đá trận gia quân với U23 Malaysia.